Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Khi bạn thực sự rõ ràng về những gì bạn muốn, cả vũ trụ hỗ trợ bạn bằng những cách kỳ diệu và tuyệt vời để thể hiện ước mơ hoặc ý định của bạn. Vũ trụ làm việc với cá nhân đang biểu hiện để đảm bảo rằng vũ trụ mang những gì cần thiết và được hình dung thành hiện thực. Nhưng điều gì đang được thể hiện không phải lúc nào cũng rõ ràng hoàn toàn. Ví dụ, nếu bạn cố gắng thể hiện một tình yêu đích thực của mình, tất cả phụ thuộc vào chính xác đó là ai, bạn có thể chưa biết, nhưng vũ trụ thì có. Vì vậy, làm thế nào để bạn biết nếu có ai đó đang biểu hiện bạn? Làm thế nào bạn có thể biết liệu người bạn tri kỷ tương lai của bạn ở ngoài đó có đang thu hút bạn về phía họ hay không? Sau đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng tri kỷ của bạn đang thu hút bạn về phía họ. Một trong những dấu hiệu hàng đầu cho thấy ai đó đang nghĩ về bạn và đang muốn thu hút bạn là bạn cảm thấy như thể bạn đã gặp họ. Nếu bạn có cảm giác khác lạ bên trong và không biết chắc tại sao, thì có thể ai đó đang biểu hiện bạn. Vũ trụ đang cấy ghép những ý định và năng lượng của họ vào bên trong bạn. Vì vậy, bạn có cảm giác như bạn đã đồng hành cùng họ. Người thực hiện biểu hiện cũng sẽ có cảm giác tương tự. Họ nghĩ đến bạn mà không có lý do rõ ràng. Đôi khi có một bài hát hoặc một nhận xét ngẫu nhiên khiến bạn nhớ đến ai đó và họ xuất hiện trong đầu bạn. Nhưng một trong những dấu hiệu lớn nhất mà ai đó đang biểu hiện bạn là khi nó xảy ra liên tục và trong khoảng thời gian ngắn. Điều này đặc biệt đúng nếu đã lâu bạn không gặp người này hoặc có bất kỳ lý do gì để liên hệ với họ. Đột nhiên, họ luôn ở trong đầu bạn. Nếu ai đó bạn chưa bao giờ gặp đang biểu hiện bạn, thì bạn sẽ có những hình ảnh mơ hồ về họ. Số thiên thần là những con số may mắn và tốt lành được vũ trụ gửi đến như một sự trấn an, hướng dẫn và cảnh báo. Nếu bạn bắt đầu nhìn thấy dãy số 444 ở khắp nơi trong khoảng thời gian vài tuần hoặc vài tháng, bạn có thể bắt đầu tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra với bạn. Bạn có thể thấy dãy số này ở bất kỳ đâu, có thể là trên điện thoại, trên laptop, trên đồng hồ, số bia nhận, vé số, trên biển số xe. Sau đó một tháng sau, bạn gặp một người sinh ngày 4 tháng 4 năm 1984, người đang biểu hiện bạn. Thường thì chúng đại diện cho thực tế rằng mọi thứ đang ổn định và chúng cung cấp sự đảm bảo rằng chúng ta đang đi đúng hướng hoặc sắp có thay đổi. Bạn bắt đầu nhận được thông điệp để theo đuổi những tham vọng mới. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất mà ai đó đang biểu hiện bạn là bạn bắt đầu có những động lực để theo đuổi những ước mơ mới. Sau tất cả, chúng ta thường gặp những người đặc biệt nhất đối với chúng ta trong quá trình làm những gì chúng ta yêu thích và theo đuổi số phận của mình. Nếu bạn đang gặp phải lời kêu gọi mạnh mẽ để thay đổi nghề nghiệp, thử các kỹ năng mới hoặc thậm chí tham gia một hoạt động mới như thể thao hoặc gặp gỡ một nhóm bạn, thì đó có thể là ai đó đang biểu hiện bạn. Lời kêu gọi theo đuổi ước mơ mới là một trong những dấu hiệu hàng đầu mà ai đó đang biểu hiện bạn. Bạn cảm thấy được thu hút bởi một cái gì đó mới, bởi vì bạn đang được dẫn dắt để gặp một người mới. Bạn tình cờ gặp họ một cách bất ngờ. Khi ai đó đang biểu hiện bạn, dòng chảy của năng lượng vũ trụ đang kéo bạn đến với họ. Vì lý do này, bạn có thể thấy rằng bạn bất ngờ va chạm vào họ nhiều lần, ngay cả sau nhiều năm không tiếp xúc. Một cuộc gặp gỡ tình cờ tại trạm xăng, tại quán cà phê, đọc thông tin cập nhật về họ trên phương tiện truyền thông xã hội, hoặc gặp họ tại một buổi họp mặt. Rõ ràng là bạn gặp nhiều người khác nhau mỗi ngày. Vì vậy, việc đụng độ một người mà bạn chưa từng thấy đôi khi không phải là điều đáng chú ý. Nhưng khi nó xảy ra nhiều lần bất ngờ và lặp đi lặp lại, thì bạn phải bắt đầu xem xét rằng người đó có thể đang biểu hiện bạn.
bạn đột nhiên nhận được sự thúc giục mạnh mẽ để nhắn tin hoặc gọi điện cho họ. Điều tự nhiên là nghĩ về một người nào đó mà bạn đã lâu không gặp hoặc không nghe thấy và thôi thúc nhắn tin hoặc gọi điện cho họ. Nhưng hãy chú ý đến cảm xúc đang neo giữ điều này. Bạn có cảm giác sợ hãi, hưng phấn hoặc thúc giục bạn gọi họ hay không? Cảm xúc mạnh mẽ này có thể là một trong những dấu hiệu trực tiếp nhất mà ai đó đang biểu hiện bạn. Bạn sẽ biết ai đó đang biểu hiện rằng mong muốn bạn nhắn tin cho họ. Nếu bạn đột nhiên cảm thấy bị bắt buộc phải làm như vậy, điều này rõ ràng hơn nếu bạn đã không nói chuyện hoặc giao tiếp với người này trong một thời gian. Tại sao bạn lại nhận được sự thôi thúc đột ngột để tiếp cận? Đó là bởi vì họ đang cố gắng mong muốn một tin nhắn từ bạn. Bạn có được tầm nhìn về người đó. Họ có thể đến với bạn khi đang thiền hoặc ngủ. Những hình ảnh và trải nghiệm đột ngột cung cấp cho bạn những hiểu biết sâu sắc về vũ trụ và tương lai của bạn. Điều này chắc chắn có thể xảy ra khi ai đó đang biểu hiện bạn. Bạn có tầm nhìn về họ và không chắc họ là ai, hoặc bạn có tầm nhìn về vị trí hoặc vai trò cuộc sống của họ và không chắc tại sao bạn lại tưởng tượng và nhìn thấy một thứ như vậy. Họ đang gọi cho bạn trên bình diện tinh thần. Khi thảm họa xảy ra, đó có thể làm rung chuyển chúng ta về cốt lõi. Chúng ta có thể cảm thấy rằng chúng ta đã bị đối xử một sự bất công lớn, và điều đó có thể là sự thật. Nhưng hỗn loạn và bi kịch cũng có thể mở đường cho rất nhiều hướng đi và trải nghiệm mới mà trước đây đã bị chặn lại. Thực tế của vấn đề là đôi khi một thất bại lớn có thể là một thiết lập lớn cho một cái gì đó, thậm chí còn tốt hơn. Đó cũng có thể là một trong những dấu hiệu tinh tế nhất mà ai đó đang biểu hiện bạn. Vũ trụ đang dọn đường để bạn đến với họ bằng cách loại bỏ những chướng ngại vật cản đường. Lúc đó không có cảm giác như vậy, nhưng nhìn lại nhiều năm sau, bạn có thể thấy nỗi đau và sự đau lòng đã khiến bạn gặp một người đặc biệt, người mà luôn yêu thương bạn thật lòng. Bạn được chọn cho một cơ hội mà bạn không bao giờ mong đợi. Đó là một trong những dấu hiệu lớn khác cho thấy ai đó đang biểu hiện bạn. Bạn giành được thứ gì đó, hoặc được trao một cơ hội bất ngờ thay đổi cuộc đời bạn và dẫn bạn đến với người đặc biệt này. Những cánh cửa đang mở ra để đưa bạn đến với tri kỷ của mình. Và bạn có thể có cảm giác déjà vu bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Déjà vu là một cảm giác hấp dẫn, đó là một cảm giác rất quen thuộc. Giống như là bạn đã gặp người này rất nhiều lần trước đây và đã trải qua cùng với họ rất nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm đã từng xảy ra trong quá khứ, trong cuộc sống trước đây của bạn. Tâm linh cho thấy đó có thể là một trong những dấu hiệu mạnh nhất mà ai đó đang biểu hiện bạn. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ nhưng đột nhiên cảm thấy đã đến lúc phải thoát ra, đó có thể là một trong những dấu hiệu ai đó đang biểu hiện bạn. Bạn có ý định ở bên họ, vì vậy vũ trụ đang gửi cho bạn những nghi ngờ và dè dặt về người bạn đời hiện tại của bạn. Cuộc chia tay sắp xảy ra này có thể rất khó chịu, nhưng nó có thể là điều tốt nhất. Bởi vì cuối cùng bạn càng lắng nghe tiếng gọi của tâm hồn mình, thì bạn càng sống một cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa hơn. Nếu ai đó đang biểu hiện bạn, nhưng bạn hiện không có mặt, vũ trụ thường sẽ tìm cách giúp bạn có mặt. Cho dù đó là bạn nhận ra mối quan hệ của mình không còn là nơi bạn cảm thấy mãn nguyện và an toàn, hay khi người ấy lừa dối bạn hoặc bỏ đi, thì điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trên thực tế, nó thường rất đau buồn, nhưng khi nó dẫn đến tình yêu đích thực của cuộc đời bạn, thì điều đó cuối cùng cũng đáng giá. Và bạn có thể có những giấc mơ về họ. Giấc mơ là một trong những cách chính mà vũ trụ giao tiếp với chúng ta. Nếu ai đó đang biểu hiện bạn, thì đôi khi họ sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Những suy nghĩ và biểu hiện mãnh liệt gây ra những cơn gợn sóng trong vũ trụ, và những gợn sóng đó thường tìm đường đi vào giấc mơ của chúng ta. Ban đầu bạn có thể có những hình ảnh và ấn tượng có vẻ bí ẩn hoặc xa lạ, nhưng bắt đầu kết tinh xung quanh bạn trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Đây là thế giới của tinh thần hiển hiện trong thế giới của hình thức. Kết quả cuối cùng là bạn thường gặp được tri kỷ hoặc linh hồn song sinh và nhận ra rằng
họ thể hiện với bạn thông qua những dấu hiệu trong giấc mơ của bạn. Đôi khi bạn phát hiện ra ai đó đã biểu hiện bạn khi họ bước vào cuộc đời bạn như một nhân vật anh hùng. Đó có thể chỉ là một người đàn ông dừng lại giúp bạn khi bạn bị bể bánh xe, hoặc đó có thể là một người cố vấn mở ra cho bạn một thế giới hoàn toàn mới mà bạn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng nó sẽ đưa bạn thoát khỏi trầm cảm và lo lắng. Khi ai đó bất ngờ đến để giúp bạn thoát khỏi bế tắc, trường hợp đó thường là do trí thông minh toàn cầu gửi đến. Họ là một sứ giả tâm linh, người đã biểu hiện bạn và bạn cũng đang hoàn thành một vai trò sâu sắc trong cuộc sống của họ. Một dấu hiệu khác trong số những dấu hiệu cho thấy rằng ai đó đang biểu hiện bạn là khi bạn được thu hút bởi một người nào đó trong đời mà trước đây bạn chưa bao giờ nghĩ đến một cách lãng mạn. Đột nhiên, họ ở trong một ánh sáng hoàn toàn mới. Bạn thấy họ hấp dẫn, quyến rũ và đáng chú ý. Bạn nhận thấy họ theo cách mà bạn có thể nhìn thấy họ lần đầu tiên. Điều này có thể là do họ đang biểu hiện bạn, nguồn năng lượng tích cực của họ đang thu hút bạn đến với họ. Những dấu hiệu của Canh vừa chia sẻ với các bạn, đó là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy một ai đó đang biểu hiện bạn, đang có thể là áp dụng luật hấp dẫn để thu hút bạn vào cuộc sống của họ. Các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.